Trời ơi, mày uống Mày hết làm một cái chai rượu gì này vậy? lận hả? Đánh giá giùm Sao mày tôi khùng quá đi. vậy? Trời ơi, trời ơi. Hả? Sao mày khùng quá vậy? Con Trả lời gái. tao đi. Hư? Trời ơi, Hư giận trời hả? ơi, Trời ơi, trời khùng rồi. Sao giờ? Hư? Hư? Con nó tỉnh rồi đó. Thư à, con tỉnh lại đi. Ba mẹ đây con. Thưa con. Con thấy trong người sao rồi? Kìa, Thư à. Mẹ nè con. Con đừng làm vậy mà con. Con. Thư à. Buông ra. Vậy với mẹ mà con. Con sao vậy? Thư à. Tôi nói buông ra đi. Con. Bỏ ra. Thư Bỏ ra. à, bình tĩnh đi con. Thư à, bình tĩnh lại đi con. Bình tĩnh đi con. Con à. Buông tao ra. Tôi không muốn nhìn ai hết á. Đi ra. Đi ra. Đi ra chưa? Sao lại còn ở đây nữa? Con bình tĩnh đi mà Thư à, con. bình tĩnh đi con. Đi con ra. Thư, bình tĩnh đi con. Tôi đã nói là nghe không ba có mẹ tai giúp mà. con đi à bình tĩnh đi con. Con à, được rồi, để ba mẹ đi. Đi ra. Ba mẹ đi cho con nghỉ. Thư à, trời ơi. Bình tĩnh đi con. Ra. Thư ơi. Trời ơi. Thư à. Con ơi. Con ơi, Thư à. Lại con ơi. Con. Gọi bác sĩ đi. Kêu cấp cứu, cấp cứu. Cô y tá ơi, cấp cứu. Con ơi, tỉnh lại đi con. Ở đây là đâu vậy? Con ơi. Đây là đâu? Ở đây là
ở đâu con vậy? Số 1. Trời, con ơi con. Con ơi. Bao thức đâu mà giảng là như không? Ba má định đợi con muốn thêm chút nữa, nhưng ba má không thể mình muốn nhau năm hơn. Nhưng tất cả tình thương của ba mẹ đều dành hết cho con. Ngày xưa lúc có con, mẹ đang còn trẻ lắm. Hồi đó ba mẹ rất là yêu nhau, tình yêu sinh viên mơ mộng, không tính toán. Mẹ nghỉ học ở nhà để chăm con, ba thì vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền. Mà nội vẫn tiếp tục phản đối mẹ. Ba con thì không có nhà, và mẹ có đã đoán như một cái phao trong lúc mẹ đang dựng xuống gió. Nhưng mà đã năn nỉ ba, vì ba không muốn con bị tổn thương. Ba quyết định lấy con nhưng không cho con biết, vì con muốn con phải suy nghĩ nhiều. Tại sao bây giờ ba mẹ lại muốn cho con biết sự thật? Vì ba má nghĩ con cũng có quyền được biết điều đó. Giá mà ba mẹ được giả bộ yêu thương êm ấm trước mặt con. Thưa, ba mẹ xin lỗi con. Ba mẹ sợ con bị tổn thương. Lo cho con, thương con. Sao ba mẹ lại ly hôn? Con, ba mẹ không thể nào chịu nổi nhau được nữa. Ba mẹ không muốn rằng một ngày nào đó con phải thấy cái cảnh ba với mẹ cãi nhau. Ba mẹ không ý lừa dối con, chỉ là ba mẹ muốn đợi con thực sự trưởng thành đã. Vậy bây giờ thì sao? Mẹ
Bây giờ con phải làm sao đây? Ba mẹ vẫn yêu thương con, thực sự rất yêu thương con. Vậy ba mẹ đừng có ly hôn đi nha. Nha ba mẹ. Ba và mẹ có thể sống với nhau nếu con muốn, nếu điều đó có thể làm con vui. Nhưng yêu thương nhau như ngày xưa thì ba mẹ không thể. Thư đi ra. Vừa có mà vừa có thoại luôn đó chứ. Thôi chờ mấy bạn con học tí không kém thầy đi. Thư. Tự nhiên chiều hồi sáng không ngồi đây được. Coi cho con cao gì tên coi. Bạn Hưng cơm cho nóng nha. Để bạn Thủy lấy ha. Lam có chuẩn bị cháy cái Thư rồi, để Lam đi lấy cho Thư nha. Ừ, lấy liền đi. Bạn Thư uống nước nha. Lau mặt cho Thư đi. Trước khi ăn nên uống một miếng nước nha Thư. Nè, cháu tới rồi nè. Thư ăn đi cho nóng nha. Thư cố ăn đi. Thư cố ăn nha, mấy ngày nay Thư đâu có ăn gì đâu. Thư ăn đi. Ăn đi Thư. Ăn đi Thư. Ăn đi Thư. Đúng rồi, chút xíu cũng được nữa Thư. Ăn đi Thư. Thì xác đó, không chết thì mặt nó đi. Thôi cái gì mà thôi, có tí chuyện mà cũng không vượt qua được, chết đi cho rồi. Vì vậy có cần làm vậy không? Cần chứ sao không. Làm đúng. Mày không vui nên bắt ta đáp mày chết hả mày hả? Bạn Vi, bạn Vi quá đáng quá vậy. Tội nghiệp bạn Ngư mà. Quá con khỉ. Phải đưa cái bản mặt đưa đá nó ra thì ăn cho nổi. Ai nuốt cho nổi. Ê, Vi, Vi. Thank you.
Mày không ăn nước thì ăn khô. Vậy mày uống sữa đi. Mày quá lắm với con kia. Mày định chết hả? Tao chết thì mắc mớ đến ai, lại càng không liên quan đến mày. Không cần quan tâm tới tao, tao ghét đủ giả dối. Chết hả? Được, tao cho mày chết. Vô đây, để làm gì vậy? Buông tao ra. Cái gì vậy mà buông tao ra coi? Con quỷ này, mày chết mà. Chết đi! Đó, uống tao ra! Mày ghét rồi hả? Mày làm cái gì vậy? Đứng ra coi! Chết mà! Uống tao ra! Chết đi! Chết đi! Cái con này! Mày! Uống tao ra coi! Chết ra! Chết đi! Chết đi! Tụi tiếp đi. Tụi tiếp đi. Tụi tiếp đi. Tỉnh chưa? Ra đi. Tỉnh chưa hả con điệu kia? Muốn chết hay thôi? Mày là cái gì? Mày biết cái gì hả? Độc ác lạnh lùng như mày làm sao hiểu được cảm giác của tao chứ? Còn quá gì phải hiểu. Tao chỉ thấy mày là một đứa ngu ngốc, nhu nhược thôi. Dân bụi đời như mày có gì mà mày đặt hả? Mày nói ai bụi đời? Mày đó. Tao bụi đời cũng không ngu đến nỗi muốn chết vì cái lý do dớ dẫn như mày. Dở dẫn? Mày thử rơi vào hoàn cảnh như tao coi, mày có đau không? Hả? Ba mẹ ly dị thì có gì ghê gớm chứ. Mày chết rồi hai người đó có hối hận mà quay lại với nhau chắc. Mặc kệ tao. Mày làm sao biết gia đình tan vỡ đau như thế nào? Vậy mày có biết cảm giác ba có người khác, mẹ bỏ rơi như thế nào không? Mày biết chắc. Má tao bỏ tao từ nhỏ, rồi tao mất ngoại và bị ném vào nội trú.
Hồ. Thôi mà, Thủy cắt hạ chứ ai. Xui xẻo kỳ quá à. Xui xẻo biết, nhưng mà xui xẻo phải giả đò cho người ta mừng với chứ. Ủa, có chuyện gì mà sao thấy mặt xui xẻo buồn buồn vậy? Thần may mắn gọi ta về không biết để làm chi. Mà ta cũng hết hạn ở dưới trần rồi. Vậy, vậy xui xẻo sắp phải đi rồi sao? Mà xui xẻo ở trần cũng lâu lắm rồi. Xui xẻo phải quay về xứ thần tiên đi. Chứ xui xẻo đi lâu như vậy, gia đình xui xẻo sẽ nhớ xui xẻo nhiều lắm á. Nhưng mà không sao đâu, xui xẻo cứ về trời tâm xứ thần tiên đi, rồi quay lại giúp tụi Thủy sao cũng được ha. Công nhận Thủy Cát Hà dễ tin dễ sợ thiệt. Là sao? Ta xạo đó. Trời, làm gì mà làm quá vậy? Làm gì vậy? Cái nào ngay đây nè, mày không cáo. Ôi, không biết cái cảm giác leo núi là thế nào đâu. Đã cực kỳ. Khi mà leo lên tới đỉnh rồi nha, nhìn mọi vật xung quanh dưới chân mình, mình thấy mình thật là vĩ đại. Còn Đăng, Đăng không leo núi nhiều như Lộc, nhưng Đăng cũng giống Lộc. Thằng này được, rất thích cảm giác đứng trên đỉnh núi. Ban đầu á thì mình đứng dưới chân núi ngóc đầu lên, cứ nghĩ là mình không thể leo lên được. Nhưng sau khi leo được lên đỉnh núi thì cảm giác mọi chuyện trên đời này đều có thể làm được. Đúng rồi đó. Tụi bay sẽ làm được điều gì đó hay ho chưa? Hay ho. Tụi bay nghĩ coi, chẳng lẽ suốt cuộc đời học sinh tụi bay chỉ có những trò công kích hạ bệ bạn bè như vậy thôi sao? Tụi bay thử làm cái chuyện gì đó nó lớn lao để xứng danh với lớp cá biệt chứ, đúng không? Ừ, đúng rồi, cá biệt á. Tụi bay á, chơi trò khích tướng hả mày? Khích tao không có khích á, vì tụi bay đâu phải là tướng. Tướng gì đâu mà nghe tới leo núi á là rụt cổ, chỉ biết chui vào nhà núp bóng mẹ. Tao thấy thằng Đăng nói có lý. Lâu nay tụi mình chỉ quanh quẩn trong cái trường với những trò cá nhân. Lần này hãy cùng nhau làm cái gì đó đi. Thử vượt qua đỉnh núi xem nó như thế nào. Có khó bằng cái trò quay thầy quán sinh không? Ừ. Thôi đi mấy người, nhà trường vô lý như vậy. Tự nhiên bắt học cái môn quái quỷ chẳng ăn nhập gì hết, tốn thời gian mà mấy người cũng đồng ý nữa hả? Ừ, đúng rồi á. Leo núi gì chứ? Cái gì mà vượt qua chính mình? Một năm gom lại để trị sắp qua rồi, còn mấy tuần nữa thì để nó qua luôn đi. Tự nhiên đẻ ra leo núi, rắc rối. Đúng. Ừ, mặc dù nghe bạn Đăng với bạn Nhân nói hay, nhưng mà Thủy không có leo núi đâu, mệt lắm á. Ừ, lại còn hủy hoại nhan sắc khủng khiếp luôn. Tao cũng không thích leo núi, tao sợ độ cao. Tự nhiên đang yên đang lành, khi khổng khi không, leo núi ở không. Chẳng có gì hay ho. Lo mà thi học kỳ kìa. Đúng rồi đó. Muốn đi á thì ba đứa tụi bay đi, còn 11 đứa tụi tao ở nhà nằm dài người xem tivi cho sướng. Đúng rồi. Biết không? Tụi bay đi. Mày sợ cái tao hả? Nhật Kiệt, kệ tao. Kệ. Vậy cũng đòi làm cá biệt. 2, 3, nhét ghen. Kệ tao. Lớp. Ủa mà ba cái khả đó sao vậy?
mấy ổng thích leo núi mà cả lớp không có chịu leo, đâm ra giận cả lớp luôn á. Thôi kệ mấy ổng đi, cả lớp không đồng ý, vậy thì nhà trường ép đâu có được. Cái gì ép không được? Ủa, ai không có gì vậy? Hình xăm hả? À thì đây là lục lạc mà các hạ đã gọi cho ta đó. Ủa vậy hả? Cho tỷ coi với nha. Ôi ngộ quá à, lúc trước thấy đâu có đâu. Ủa mà có khi nào nó hết chiếu không? Rồi có khi nào nó biến mất không? Đây là phép thuật mà. Nhưng mà làm sao mà nó hết được? Chỉ khi nào mà ta ở lại trần gian quá thời hạn thôi. Rồi lỡ như thần về không kịp thì sao? Thì ta chết chứ sao? Lần này tỷ không có bị ông lừa nữa đâu. Thần cũng nói xạo dữ quá. Mọi người đều có hai cục mốc giống nhau. Đó là sinh ra và chết đi. Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta sống như thế nào, luôn cam chịu sự sắp đặt của số phận, hay là cố gắng vượt qua để khẳng định mình là ai, thế hệ mình là như thế nào. Thế hệ các em thông minh hơn cô, giỏi hơn cô, năng động hơn cô, nên cô nghĩ chuyện leo núi là khó khăn. Chỉ là khó khăn tép riêu của các em mà thôi. Nhưng mà cô ơi, giờ mà đi leo núi á thì thời gian đâu mà học bài thi học kỳ. Mà giờ thi học kỳ không được á thì điểm làm bài, điểm số sẽ... Điểm số chỉ nói lên được một điều, đó là em hiểu được bao nhiêu phần trăm những điều sách giáo khoa nói. Còn cuộc sống là cả một thư viện khổng lồ. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và ghi đầy đủ vào tờ giấy trắc nghiệm cho cô. Cho em hỏi, vậy là ngày mai tụi em phải học leo núi hả cô? Tất nhiên. Mình thấy leo núi tốt vậy mà sao 11 ca các hạ lại không chịu làm? Chết chết. Có cách nào trốn được không? Đúng rồi. Tụi bay học hành. Tao muốn đập cho một trận tơi bời. Là sao? Là sao? Vậy đúng rồi. Nghĩa là phòng quách đi. Đã ra đại học thì phải học cho ra trò coi. Em qua kể lại có quách nhau á. Nhìn mặt tụi bay kìa. Tao thật xấu hổ khi mang tiếng học sinh cá biệt. Thôi đi mấy bạn. Thôi đi. Đã ra đến đây rồi thì phải vui lên mà học tập chứ. Ngồi đó mà lên nghỉ hoài à. Ôi, đứng lên, thầy giáo kìa. Bà cũng biết đâu. Ngồi xuống đi các em. Ai mày? Mày biết. Ê, ai vậy? Ai vậy biết? Xin giới thiệu với các em. Đây là thầy Minh. Quá, thầy Minh á. Bắt đầu từ ngày hôm nay, nhìn nghiêm thầy Minh sẽ huấn luyện các em tất cả các kỹ năng và truyền đạt các kinh nghiệm leo núi. Bắt đầu quen dần với chuyện này. Bây giờ thầy đẹp trai quá. Tôi muốn học leo núi. Hả? Thầy? Thầy mới. À, chúc mừng mới. Thank you.
Thầy đẹp trai quá à. Liệu cố không? Thầy ơi, em cũng muốn leo núi nữa. Em ủng hộ thầy. Ê, em bị chủ mời thầy. Trời ơi, thầy đẹp trai quá à. Có duyên nữa. Trời ơi, nói chuyện hay quá à. Lại cuốn hút nữa. Phải tập thể dục để đi leo núi cùng thầy thôi. Đã quá. Hả? Bà thật là quá đáng đó. Gì? Gì vậy? Hết nói nổi bà rồi. Chuyện gì? Chịu hết nổi cái tật mê trai đẹp của mày rồi. Ừ, không có chút xíu tinh thần gì mọi người gì hết. Gì vậy? Trời, con gái không mê trai đẹp, không lẽ con gái mê gái đẹp sao? Trời ơi, mọi người có quyền làm theo ý của mình chứ. Ừ. Bà can thiệp quyền yêu đương của tôi quá rồi đó nha. Mặt trai mày đó. Thôi đập cho mày một cái bây giờ. Ê, thôi, Vi à. Bà đánh làm gì? Tụi mình đi về đi. Cho nó leo núi một mình lên luôn. Đi, tụi mình đi về, đi. Ừ. Dung đi theo Thư phải không? Dung nha. Dung muốn leo núi với bạn Thư hả? Dung qua đây. Qua đây đi. Dung qua đây. Qua đây đi Dung. Qua đây. Dung. Dung. Hả? Ê. Dung. Trời ơi, cái đồ bỏ phải mà. Cơ hội đến rồi. Gì vậy ông Thần? Thưa các hạ đừng có buồn nữa. Kỳ này á, ta sẽ giúp giùm cho Thư các hạ. Giúp gì? Giúp làm mọi người phải leo núi. Cái gì vậy? Cách á, thì đã có rồi. Còn phép á, thì đã lựa chọn rồi. Đó, bây giờ chỉ cần thực hành thôi. Trời ơi, ông Thần hay quá à. Kỳ này ta sẽ đưa các hạ lên đỉnh vinh quang. Trời ơi, hay quá. Ôi, ta sướng quá. Hay quá. Đúng rồi. Phải rồi. Ý kiến anh vậy là đúng rồi. Cái môn học này cô đẹp chứ nguy hiểm lắm. À, cô tới rồi kìa. Đúng rồi. À, chào cô. Chào cô. Xin chào. Thưa quý vị phụ huynh, nếu vì tự ái cá nhân, sau khi nhận được sắp đơn xin miễn tham gia học leo núi của quý vị, tôi có thể xin nhà trường ngưng tổ chức lớp học này. Và bản thân tôi cũng có thể thoải mái đi nghỉ hè mà không ai có quyền khiển trách gì tôi cả. Nhưng mà tại sao tôi vẫn cứ muốn tổ chức lớp học leo núi? Tôi đã hoàn thành vai trò giáo viên chủ nhiệm trong 8 tháng qua. Điểm số trung bình của lớp từ dưới 5 đã được nâng lên 7. Và chính quý vị ở đây cũng đã khẳng định rằng tôi là người đã góp phần nâng cao kỹ năng học tập của các em. Vậy thì tại sao khi tôi muốn nâng cao kỹ năng sống của các em, các vị lại không ủng hộ? Tôi có ý kiến. Dạ. Tôi biết là cô thương yêu và lo lắng cho bọn trẻ như vậy là rất tốt. Tôi mang ơn cô nhiều lắm. Nhưng tôi e rằng tụi nó còn nhỏ quá, không thích hợp để học bộ môn leo núi vào lúc này. Ừ. Đúng rồi đó cô. Đúng rồi đó cô à. Đúng tôi rồi. Cũng thấy vậy á. Phải làm vậy thì tốt hơn. Thưa chị, các cháu năm nay đã học lớp 11 rồi. Mà chương trình huấn luyện của chúng tôi là dành cho học sinh từ lớp 9 trở lên. Như vậy hoàn toàn không hề quá sức các cháu gì à. Nhưng mà tôi cứ thấy không ổn sao. Cô có thấy vậy không? Đúng rồi. Không được. Năm sau các em bước vào lớp 12 rồi. Các em phải tập trung học thi đại học. Cho nên các em sẽ không còn thời gian để rèn luyện những kỹ năng cần thiết làm hành trang bước vào đời. Ai cũng sợ con mình bị đau, bị té. Ai cũng muốn bảo bọc ôm con mình ở trong vòng tay. Xin lỗi quý vị, chính sự bảo bọc của quý vị đã làm cho con của quý vị thiếu sức đề kháng. Ra đời da dấp một chút là ngã quỵ ngay. Đúng rồi đó anh.
chúng ta đã nhồi nhét cho các em quá nhiều kiến thức ở dạng lý thuyết mà bỏ quên đi những kỹ năng sống trong thực tế, giúp các em hòa nhập và sống chan hòa với mọi người. Chúng ta đã không dạy các em cách làm sao để không té ngã, mà chúng ta cũng không dạy các em cái cách chống đỡ để ngã mà không đau và cách đối diện với những khó khăn như thế nào. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị tự hỏi rằng tại sao con em của chúng ta lại đầu hàng trước những bài tập khó? Thưa quý vị, giải những bài tập khó đó còn dễ hơn là việc dạy cho các em phải đối phó với những khó khăn như thế nào. Nếu quý vị cứ tiếp tục gửi đơn như thế này, thì tôi hứa sẽ không đầu hàng quý vị đâu. Leo núi thì chúng ta có hai dạng. Một dạng leo núi là dạng giống như bạn nói, là chúng ta có thể đi bộ xuống núi. Nhưng mà trường hợp này thì không được phổ biến cho lắm, tại vì khi xuống dốc thì có những cái dốc rất là cao. Còn cái dạng thứ hai là chúng ta leo núi mạo hiểm. Leo núi mạo hiểm là sao? Là chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của dụng cụ leo núi. Thưa thầy, nếu như mà lúc mình đang leo núi mà lỡ như bị lạc thì sao thầy? Dạ, điều này rất là quan trọng đối với các em. Chính vì vậy mà các em sẽ có một cái bài học để chúng ta xác định hướng ha. Với lại thầy sẽ vẽ sơ đồ và sẽ phát cho mỗi nhóm một cái sơ đồ, và dựa vào cái sơ đồ đó chúng ta sẽ đi. Dạ thầy ơi. Sao em? Dạ, lỡ trên đường đi á, tụi em hết đồ ăn hay thức uống á, thì làm sao có cách nào không thầy? Thì chúng ta phải kỹ thực phẩm. Nhưng mà thầy hỏi thiệt cái này, nếu như mà tụi em lỡ hết thực phẩm thì trong rừng, trong núi như vậy, các em thấy có thể tìm được cái gì ăn không nào? Ăn trái cây thầy. Trái cây, rồi bạn đâu nữa? Dạ thú rừng. Thú rừng, còn gì nữa không? Uống nước suối. À, nói chung là tất cả ý kiến của tụi em đều có lý hết. Tuy nhiên, chúng ta phải học một bài học là chúng ta phải nhận biết được cái nào ăn được, cái nào ăn không được. Thầy, vậy khi leo núi cần đem theo những gì thầy? Dạ đúng rồi. Tức là chúng ta sẽ có rất là nhiều dụng cụ để mà chúng ta mang theo. Nhưng mà các em sẽ có một cái buổi phổ biến là chúng ta cần mang theo cái gì. Thầy cho em hỏi, mình đi rừng này, lỡ mình bị côn trùng hay là vắt rồi bò cạp nữa, nó cắn sao rồi, rắn nữa. À, cái trường hợp này xảy ra thường xuyên đó. Nhưng mà tụi em sẽ được huấn luyện, nhất là chúng ta huấn luyện cách chống lại côn trùng. Và phần thứ hai nữa là chúng ta sẽ học được cách cách sơ cứu á, khi mà chúng ta bị côn trùng cắn như thế nào. Nên các em yên tâm. Có phải vậy không mày? Vậy là côn trùng đó có độc. Thầy leo núi nguy hiểm vậy rồi mình đi làm chi vậy thầy? Đúng rồi thầy. Đúng rồi thầy. Có bao giờ tụi em muốn làm cái gì đó vượt qua thử thách để khẳng định mình, đúng không? Có bao giờ chúng ta muốn là chúng ta đứng trên đỉnh núi như thế nào không? Vì nếu mà tụi em trả lời được câu hỏi đó, cảm thấy là bản thân mình muốn, như vậy thì có nghĩa là tụi em sẽ phải leo núi. Và quan trọng là leo núi để khẳng định được chính mình. Thầy ơi, sao leo núi cần nhiều thứ quá vậy thầy? Chỉ thứ cần nhất khi leo núi là gì vậy thầy? Đúng rồi đó thầy, sức khỏe gì thầy? Ta cần nhất đó là sức khỏe.